Xin chào quý vị và các bạn. Trong video này mình chia sẻ với quý vị và các bạn về cái vấn đề đó là quả bưởi ghép, tức là quả bưởi hái trên cây xuống, cắt trên cây xuống như thế này, bảo quản như thế này thì sau bao nhiêu ngày thì ghép nó vẫn sống. Đấy là một cái câu hỏi mà có một bạn điện cho mình câu hỏi như vậy. Thì trong cái video này thì mình chia sẻ với mọi người. Thì đây là một cái quả bưởi mà mình có cắt và mình ghép, nhưng mà mình để quên một quả, mất một quả đây này. Và hôm nay nó đã được để lâu quá rồi, mình cũng không có thời gian ghép lại nữa. Tức là hôm nay nó được 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày rồi các bạn nhé. Thì với những cái quả bưởi dạng như thế này thì chúng ta cắt xong và chúng ta ghép luôn thì cái tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn. Còn lại là chúng ta để sau tối đa ví dụ như là khoảng độ 2 đến 3 ngày sau thì cũng vẫn ok, cũng không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta ghép nó vẫn sống bình thường. Nhưng càng để lâu thì cái tỷ lệ ghép nó sống thì nó lại càng giảm dần nha các bạn nhé. Đấy, mình thì không dám khẳng định là để lâu quá hay là như thế nào mà ghép vẫn thành công. Mình không dám khẳng định cái điều đó, bởi vì các bạn biết đấy, chúng ta bảo quản như thế này đúng không? Chúng ta quấn dây bóng lại và để như thế này mà sau nhiều ngày, ví dụ như quả này của mình hơn chục ngày rồi, thì cái nhựa này nó khô này các bạn này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái đầu cành này nó cũng sẽ bị khô nhựa. Đấy các bạn nhìn thì các bạn biết. Nó khô thì cái khả năng sống nó không cao nữa các bạn nhé. Cho nên những quả như thế này thì ghép trở lại thì cái tỷ lệ thành công của nó, xác suất thì nó rất nhỏ. Và bạn ấy hỏi mình thì có lẽ là bạn ấy mua những cái quả như thế này từ những thương lái này chuyên cung cấp quả bưởi ghép. Thì người ta đi thu mua từ các cái nhà vườn mà. Thì người ta về, người ta quấn vào như thế này, người ta cung cấp cho những cái khu vực mà chuyên làm bưởi cảnh. Đấy, chuyên ghép bưởi cảnh để chơi Tết ấy, bán Tết. Thì người ta cắt về, người ta đổ. Ví dụ như vậy, người ta đổ sớm, độ 2-3 ngày, đúng không? 4-5 ngày thì trong cái khoảng đấy, thời gian đấy đổ lại thì cái tỷ lệ sống nó vẫn còn cao các bạn nhé. Thì người ta cắt xong người ta phải bảo vệ như thế này này các bạn nhé, quấn quanh như thế này. Thì các bạn nhìn cái hình ảnh mà người ta đi mua bưởi non ấy thì các bạn thấy cái hình ảnh như thế này quen thuộc, người ta quấn như thế này hết rồi. Quấn như thế này mục đích là gì? Để cho nó đỡ thoát hơi nước này. Đấy, để thoát nước, để quả bưởi nó tươi này, và để những cái cuống này nó còn có cái nhựa sống. Đấy, còn có nhựa. Cho nên nếu các bạn mua từ những cái thương lái đó thì người ta gửi cho các bạn. Ví dụ như các bạn mua về các bạn ghép một vài quả chơi chẳng hạn, hoặc là ghép một, có một hai cây các bạn mua một vài quả về các bạn ghép, thì sau khi nhận hàng, ví dụ chắc là các bạn bạn ấy lăn tăn như vậy, thì là gì, sau khi mà nhận được hàng ấy thì cái khoảng thời gian gửi quả về, gửi hàng về nó lâu. Đấy, thì trong vòng khoảng độ 2-3 ngày là đẹp các bạn nhé. 2-3 ngày các bạn nhận được quả này, các bạn đem ghép thì vẫn ok, hoặc cùng lắm là 4-5 ngày thì vẫn có cơ hội sống sót cao. Còn từ 6 ngày 7 ngày, 1 tuần trở đi thì mình nghĩ rằng là cái cơ hội sống nó sẽ càng nhỏ dần. Thì mình lấy ví dụ ở đây nó cũng giống như con người thôi. Có nhiều cái phi vụ mà tai nạn, hoặc là những cái vụ mà chém lìa tay chẳng hạn. Đấy, thì cái tay, cái bàn tay hoặc là cái cánh tay mà bị như vậy thì người ta nhanh trí, người ta có thể bảo quản tốt. Đấy, và đưa người đó đến bệnh viện và cái kèm theo cái bàn tay cánh tay đó. Đấy, thì càng sớm càng tốt đúng không? Thì cái tỷ lệ mà nối ghép được lại thì nó thành công, nó sẽ cao hơn. Thì nó tương tự như vậy, tương tự như con người. Thì cái quả bưởi này thì nó lại có một cái quãng thời gian nó duy trì cái nhựa sống thì nó sẽ được dài hơn một chút. Đấy, như mình chia sẻ lúc trước, nó cũng tương tự như vậy. Để lâu quá thì tất nhiên là ghép nó thất bại là hiển nhiên rồi. Chúng ta để độ hơn chục ngày đi thì 10-15 ngày thì lúc đó ghép thì mình không dám đảm bảo nó sẽ sống. Bởi vì cái cuống này mình cảm thấy là nó đã khô rồi, nhìn bên ngoài này vẫn tươi nhưng mà khi chúng ta cắt ra, cái lát cắt ra thì chúng ta cảm giác bên trong nó thiếu sức sống nha các bạn. Cho nên để lâu quá thì nó sẽ không thành công. Khi ghép cái tỷ lệ thành công rất thấp.
Và đối với những quả bưởi người ta dùng để ghép như này, thường thì người ta sẽ chọn mua ở những cái nhà vườn mà cây bưởi tơ ấy, mới ra mới bói ấy. Có bạn thì hỏi là cái quả bưởi ghép như này có ăn được không, thì xin thưa với các bạn là ăn bình thường, chất lượng vẫn ngon bình thường, nhưng với điều kiện là cái cây của mình lấy quả ra để ghép ấy, nó phải đảm bảo nó cũng ngon rồi. Đấy, thì khi chúng ta ghép sang cái cây bưởi bưởi cảnh hoặc là bưởi khác thì chúng ta vẫn ăn bình thường thì nó mới ngon được. Còn ví dụ như chúng ta lấy ở một cây bưởi tơ hoặc cây bưởi nào đó nó mới ra bó chẳng hạn, thì cái chất lượng nó chưa ngon, thì khi chúng ta ghép vào cái cây bưởi khác thì chúng ta ăn thì cái chất lượng thì nó cũng như thế thôi. Còn đối với cây bưởi đã ngon rồi thì ghép sang cây khác thì chất lượng nó vẫn thế nha các bạn nhé, vẫn ăn được bình thường. Còn một số trường hợp ăn được hay không, ví dụ như ở trên cây bưởi cảnh, thì còn phụ thuộc vào cái cách mà người ta chăm sóc các bạn nhé. Nếu như người ta chăm sóc, người ta sử dụng những loại phân bón bình thường, hữu cơ các thứ, đúng không? Đúng không ạ? Đảm bảo thời gian cách ly, vân vân, tiêu chuẩn sản xuất, quy định các cái nguyên tắc về phân bón cũng như là thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là thời gian cách ly đạt yêu cầu thì vẫn ăn được bình thường các bạn nhé. Nó lại không giống như dòng quất cảnh. Quất cảnh thì mình cũng không rõ là người ta sử dụng những cái loại phân bón gì, hoặc là những cái loại chế phẩm gì mà để được quả quất rất là lâu. Đấy. Loại quất chơi Tết ấy, rất là lâu. Thì những cái dòng như vậy thì các bạn chơi Tết thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Đâu có ăn được. Nãy giờ thì mình chia sẻ với các bạn về vấn đề là quả bưởi sau khi cắt từ cây xuống để bao nhiêu ngày thì ghép nó vẫn sống được. Các bạn thấy video của mình thiết thực hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.